vị, đây là phần tin châu Á của bản tin FBNC. Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa công bố thông tin kim ngạch xuất nhập khẩu của nước này trong năm 2015 đều giảm. Tuy mức giảm nhẹ hơn dự báo của các chuyên gia kinh tế, nhưng vẫn tái khẳng định tình trạng tăng trưởng kém nhất trong vòng 25 năm. Năm 2015, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc giảm 1,8%, kim ngạch nhập khẩu giảm 13,2%. Kim ngạch nhập khẩu trong năm ngoái đạt hơn 14.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương 2,2 ngàn tỷ đô la. Nhập khẩu đạt gần 10,5 ngàn tỷ nhân dân tệ, thặng dư thương mại tăng gần 3,7 ngàn tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 560 tỷ đô la. Tổng cục Hải quan Trung Quốc dự báo hoạt động xuất khẩu vào những tháng cuối năm ngoái và trong năm nay đang có chiều hướng tăng trưởng trở lại do đồng nhân dân tệ giảm giá mạnh. Hoạt động nhập khẩu liên tục giảm trong 14 tháng qua, tuy nhiên mức giảm đang thu hẹp dần do chi phí đầu vào giảm, như giá nhiên liệu giảm, giá hàng hóa cũng đang trong đà trượt dốc. Tuy vậy, những triển vọng này cũng không đủ giúp Trung Quốc thoát ra khỏi tình trạng tăng trưởng chậm tốc nhất trong vòng 25 năm qua. Mặt khác, các chuyên gia cho rằng số liệu thực về kinh tế Trung Quốc còn ảm đạm hơn nữa. Trung Quốc sẽ công bố số liệu GDP vào ngày 19 tháng 1. Tập đoàn tư nhân hàng đầu của Trung Quốc là Dalian Wanda vừa chính thức công bố thương vụ trị giá 3,5 tỷ đô la kèm thỏa thuận mua đứt hãng phim Legendary nổi tiếng tại Hollywood. Mới đây nhất, tỷ phú giàu nhất Trung Quốc Wang Jianlin, ông chủ của tập đoàn Dalian Wanda, đã chính thức công bố trên sóng truyền hình về thương vụ mua đứt hãng phim Legendary. Thỏa thuận trị giá 3,5 tỷ đô la Mỹ này đã giúp Dalian Wanda trở thành doanh nghiệp Trung Quốc đầu tiên sở hữu một hãng phim tại Hollywood. Cũng theo đại diện Dalian Wanda, tập đoàn giải trí Legendary sẽ không thay đổi nội dung lẫn lãnh đạo sau khi hoàn tất vụ mua bán. Thương vụ này tiếp tục giúp Dalian Wanda thực hiện tham vọng bành trướng thị trường giải trí tại Mỹ. Hiện mạng giải trí toàn cầu của tập đoàn Trung Quốc này bao gồm chuỗi rạp phim Mỹ Entertainment Holdings, hãng marketing thể thao Infant Sports and Media, cổ phần trong câu lạc bộ bóng đá Tây Ban Nha Atletico de Madrid. Năm 2014, ông còn mua đất tại Beverly Hills cho dự án phức hợp 1,2 tỷ đô la Mỹ nhằm bước chân vào Hollywood. Đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ở khu vực châu Á Thái Bình Dương vừa cho biết là IMF mong muốn hợp tác với Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á AIIB. Ông Chikahisa Sumi, trợ lý giám đốc IMF khu vực châu Á Thái Bình Dương khẳng định IMF muốn hợp tác với AIIB trong một diễn đàn kinh tế tổ chức ở Washington, nước Mỹ. Nhu cầu đầu tư hạ tầng đang rất lớn, đây là những khoản đầu tư hiệu quả. Mặt khác, lĩnh vực hạ tầng là một lĩnh vực rất tiềm năng đối với việc thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân. Các quốc gia đang phát triển hiện còn thiếu cơ chế vốn đầu tư cho hạ tầng, do vậy họ rất cần dòng vốn từ tư nhân. Chúng tôi đang trông đợi có thể hợp tác với AIIB và chúng tôi cũng hoan nghênh mọi sự giúp đỡ về mặt tài chính nhằm tháo gỡ nút thắt trong dòng vốn đầu tư vào hạ tầng. Ông Sumi là một trong những tác giả của cuốn sách Tương lai tài chính châu Á được IMF xuất bản hồi tháng 8 năm 2015. Dự kiến lễ chính thức khánh thành AIIB sẽ được tổ chức ở Bắc Kinh vào ngày 16 tháng 1. Trước đó, AIIB đã được tuyên bố thành lập vào ngày 25 tháng 12 năm ngoái, trụ sở ở Bắc Kinh và có 57 thành viên. Thưa quý vị, sau vụ đánh bom tự sát khiến cho ít nhất 10 người thiệt mạng tại thành phố du lịch nổi tiếng Istanbul, nhiều người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ sự quan ngại về sức khỏe của nền kinh tế, vốn chủ yếu dựa vào du lịch này. Vụ đánh bom tự sát xảy ra vào ngày 12 tháng 1, ngay tại quảng trường Sultan Ahmed, một trong những điểm tham quan du lịch nổi tiếng nhất thế giới, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, với đa phần là du khách người Đức. Sau vụ tấn công, nhiều người dân địa phương bày tỏ lo lắng khi cho rằng những bất ổn này chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, vốn phụ thuộc 12% nguồn thu nhờ vào kinh doanh dịch vụ du lịch. Chúng tôi ước giá mà vụ tấn công đừng xảy ra. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của chúng tôi. Thổ Nhĩ Kỳ đã quá dễ dãi trong việc kiểm soát người nhập cư và lãnh thổ. Mục tiêu của chúng là Thổ Nhĩ Kỳ và nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một vụ tấn công đáng lên án. Mặc dù chưa có công bố chính thức về thủ phạm vụ đánh bom, nhưng trên thực tế, Thổ Nhĩ Kỳ trong năm qua luôn là mục tiêu của những phần tử khủng bố, với hai vụ tấn công gây chú ý trong năm qua khiến hơn 100 người thiệt mạng. Sau ít phút giải lao, mời quý vị tiếp tục cập nhật các thông tin nổi bật sau đây. Giao dịch bất động sản tại Hà Nội cao hơn Thành phố Hồ Chí Minh trong quý tư 2015. Năm 2016, giá bất động sản sẽ không tăng đột biến do nguồn cung tiếp tục dồi dào.